Trong những chương mới nhất của One Piece gần đây đem đến cho chúng ta những diễn biến hấp dẫn nhất khi xảy ra một trận chiến bất ngờ giữa băng hải tặc Hurt của Law và băng hải tặc của Tứ Hoàng Râu Đen. Hắn ta mang theo các đội trưởng trong băng để tấn công Law nhằm cướp lấy bản sao của phiền đảo Road Puniclip. Ngoài ra gần đây băng Râu Đen cố gắng chiếm đoạt sức mạnh trái ác quỷ của Bo Hancock bằng cách bao quây tấn công hòn đảo Amazon Lily, nhưng cuối cùng lại bị vua bóng tối Silver Rayleigh can thiệp, khiến hắn phải bỏ cuộc. Với những hành động gần đây của Râu Đen đã không qua mặt được hải quân, mặc dù bên phía hải quân là thủy sư đô đốc Akainu liên tục nhận được báo cáo, nhưng đã có mệnh lệnh nào đó khiến cho hải quân buộc phải đứng ngoài. Trong khi đó, trên đảo Egghead, các thành viên còn lại của băng Muzum đã được Lilith đưa đến tòa nhà chính. Bên trong tòa nhà, Shaka đang nói chuyện với Dragon, tiết lộ rằng anh ta sẽ sớm phải chết. Và cuộc nói chuyện này khiến cho chúng ta biết thêm về việc Vegapunk có mối quan hệ nào đó khá thân thiết với Dragon. Trước những sự kiện hấp dẫn và thú vị ở trong chương 1064, chúng ta đều rất nóng lòng muốn biết thêm các chi tiết mới và mình luôn tìm kiếm tất cả thông tin mà có thể nhận được về chương 1065. Điều thú vị là hôm nay mình đã có được bản spoiler đầu tiên, mới nhất, đã cung cấp cho chúng ta khá nhiều thông tin về diễn biến sắp diễn ra. Ngay bây giờ không để mất thời gian nữa, hãy cùng mình đến với những chi tiết thông tin mới nhất của chương 1065. Những thông tin đầu tiên về chap 1065. Chương 1065 có tựa đề 6 bản thể Vegapunk. Trang màu của chương này là để quảng bá cho One Piece Film Red. Vậy là One Piece Film Red đã ra mắt được một thời gian khá lâu, nhưng hiện tại thì vẫn chưa được ra mắt tại cụm rạp Việt Nam. Mức doanh thu 17 tỷ yên tại Nhật đã minh chứng cho thấy độ hot của các movie về One Piece vẫn là một con số đáng ngưỡng mộ. Bây giờ là đầu tháng 11, One Piece Film Red dự kiến sẽ đổ bộ các cụm rạp Việt Nam vào ngày 25 tháng 11 tới này. Sau khi băng mũ rơm thay quần áo theo chủ đề tương lai, thì ngay lập tức cả nhóm bị tấn công bởi một Seraphim. Seraphim này mang hình hài của Jinbe. Mình rất hào hứng khi thấy thông tin Seraphim Jinbe tấn công nhóm của Sanji và Nami, bởi vì hiện tại thì nhóm mũ rơm vẫn chưa biết gì về thông tin của Seraphim, cho nên rất có thể họ sẽ hoảng hốt vì tại sao kẻ tấn công lại mang gương mặt và vóc dáng giống như Jinbe. Vậy thì băng mũ rơm sẽ phải đối phó như thế nào với Seraphim mang hình hài giống với một người đồng đội của mình? Và liệu sức mạnh của họ có thể đánh bại được Seraphim này hay không? Một thiết kế mới đã thay thế Thất Vũ Hải. Chuyện lại tiếp tục giới thiệu cho chúng ta thấy 3 Vegapunk còn lại. Lần lượt xuất hiện đó chính là Edison, Pythagoras và Jock. Edison và Pythagoras là hai con robot, còn Jock lại là người giữ nhiệm vụ ăn hộ thay cho phần của các Vegapunk khác. Chúng ta có một cú quay xe bất ngờ, đó chính là hòn đảo Egghead không phải là hòn đảo tương lai như những giới thiệu ban đầu, mà chuyện đã đính chính nó là hòn đảo của quá khứ. Những công nghệ hiện đại ở trên hòn đảo này khá tương đồng với những gì có trong vương quốc cổ đại. Chuyển cảnh sang nhóm của Ruffy, sau khi đã khám phá tới phòng trung tâm, họ đã tìm thấy một số con robot từ thời xa xưa. Tuần sau thì tiếp tục có chuyện. Vậy thì trên đây là những thông tin tiết lộ đầu tiên của One Piece chương 1065 mới nhất. Tuy chỉ có một số thông tin thôi, nhưng nó cũng giúp cho chúng ta biết được sự thật những gì đang xảy ra trên hòn đảo kỳ lạ, cũng như sự xuất hiện của Seraphim Jinbe. Vậy thì nhóm Uzum hiện giờ sẽ phải làm gì để đánh bại nó? Hãy cùng chờ xem những thông tin tiết lộ mới nhất nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.